nó đậu rồi. Rớt dần nha nè. Đậu trên đó cái đầu cây khô nè anh ơi, đậu trên đầu cây khô á, rớt dưới rồi sao lượm, nhảy từng từng với kinh rồi đó, nhảy từng từng thì chắc trúng đầu quá. Cây đợt sau mình nhẹ hơn đợt trước, tao cắt chỉ còn 130 mà còn nhẹ. Ngày đầu phải không? Sao? Cái câu móc nha. Cái câu này câu móc nha. Cái dặn đầu tiên nha nè. Nãy có con nhỏ nữa, má nhỏ chắc đi quần trước rồi qua. Cái câu quá bóc mà. Còn dài nữa không? Đó rồi. Cương lăn lụm cua vằn nha nè. Lấy lưỡi câu ghê không? Cát ngọt chín hả? Chào cả nhà luôn Phương ơi. Chào anh em nha. Không rồi luôn. Bận quá hả? Ghiền quá. Hai tuần rồi. Chào cả nhà nha. Này hai anh em mình đi săn nha cả nhà. Này có hai anh em đi à. Ông là mắc gì quá, gì thấy mẹ luôn. Có lép nha anh. Xong. Xong. Trúng đầu cái bóc đi. Lấy cây đi anh, lấy cây con móc đó. Để. Vừa hạ được con lép nha nào. Mấy bột như được vậy ngon ha. Lật xe rồi. Đổ. Cái đường thơm hết luôn luôn. Đừng bước vào ảnh, méo ảnh lúng à, đúng không? Cổ lép, chúng đâu anh? Cổ hả? Chắc chạy quá. Đầu lọt ngang à. Chết bị chưa xong cũng mới hạ được cu vằn nữa nha nè. Chắc lấy cây rồi anh ơi, chụp hụt cái đọt kinh luôn.
cu dặn. Tôi mới hạ cô dặn nghe nè. Quá dữ. Quá ghê. Cái đầu chết tốt rồi. Không thấy lương tích gì đâu. Bị cúm chết ngang đó xuống đường nội. Con nè, con nè. Chết. Chết. Chết đâu? Chết rồi. Ngay đầu rồi. Cù dằn nha nào. Dằn cù. Ủa, nó lăn lộn mèo xuống đây đâu rồi? Sao xuống đây nó im ru luôn à? Nè anh, cái này nè, nè, nằm nè. Đó. Đây nè, thấy không, nè đây nè. Đó. Xuống đầu à, xuống mỏ gì á. Xuống đầu. Mỏ. Chết. Chết. Rồi rồi. Rồi, nó có nha anh em. Đâu có đẹp nè anh Khương ơi. Gãy cánh, gãy cánh. Gãy cánh vô mình. Thả nó đi, kết liễu nó đi. Xong, gãy giò. Gãy giò. Anh trúng giò rồi. Gãy giò luôn hả? Anh trúng giò. Rồi, xong, lượm. Lượm tiêu. Không mà nó gục rồi. Gục rồi. Bạo nha anh em. Xong, chết luôn. Ừ. Bạo anh em ơi. Màu quá đẹp luôn. Ừ, đồ đỏ. Đẹp quá anh ơi. Đồ đỏ. Đồ đỏ. Ừ. Đồ đỏ nè. Ừ, thì em thấy trúng giò mà. Vậy đó. Vậy đó. Đó đã. Bự ra. Mà phân ngồi kia. Còn vậy. Làm ổ ở đây. Ổ. Làm ổ đó, thấy không? Đây con cu nằm ổ này. Anh đừng bắt. Con cu nằm ổ nha anh em. Thấy cu nằm ổ mình không có bắn nha anh em. Nằm ổ đó đó. Cô dằn nha nè. Con kia bay luôn, dễ gì. Khều ra anh ơi. Khều đi rớt bên kia rồi. Mấy cây khều. Rớt bên kia mà.
giờ không thấy nên là mới rớt xuống rồi. Đâu? Nên đó đó. Rớt xuống nó tẹp màu luôn. Đâu? Mấy bên lúc kia. Luôn còn gặt nữa. Ủa đâu? À, rớt chỗ đó nó anh nè, nằm kìa, đó là chỗ kế bên cây đó. Gì đồ đẳng này? Hả? Con cá. Con cá. Cá quá trời nè. Con cá nè. Hả? Nhà của ông Hòa chỗ nào vậy? Nhà của ông Hòa bắn chim chỗ nào vậy? Không biết nó không? Hả? Biết thằng đó không? Biết mà không biết nhà. Cái gì vậy? Đấy, nhầm 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 cái con cũng thải qua đây. Có cá không? Dạ. Bà có cá không? Trời ạ, con này cũng đây là thải lên lên lộ quá. Rồi, cảm ơn nha. Có cá không? Chưa có cá, đang bao bây giờ đang bắt cá rồi. Nhà đâu? Dạ. Nhà đâu? Ở dưới. Thanh niên bắt cá cạn nha anh em. Bắt mình luôn hả? Không, anh thấy anh nói liền đi. Tôi bắn còi nha nè. Giờ đứng đây là không thấy. Không. Rồi nó ở đây hả? Chắc bên luôn hả? Ờ em tưởng đâu đằng kia chứ. Có đúng kìa anh, lông kìa. Nó lông rụng kìa. Lông rụng kìa. Cái chắc cái cũng sớt rồi. Nó lông rụng đó. Con còi, cái con còi giống mà hồi nãy á. Bắn xuyên qua đây, xuyên qua nó luôn á. Nè, cầm đây nè. Mẹ chứ tao nó dám ở đây. Vậy con rụng lông cũng có lý rồi đó. Được, vậy nó ở đây hả? Lại nó bay liền. Ờ vậy là nó đây hả? Có lỗ này hả? Tôi quấn cu nha nè. Xong. Bay luôn rụng lông. Rớt rồi anh, rớt rớt rớt. Bay luôn rồi. Anh vô cổng nó bay đó. Ôi nó bự rồi. Rớt 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 coi. Rớt cô đất nha nè. Quá đã anh em ơi. Coi nó sống không, nó chạy không anh. Chết rồi. Ôi bự má ơi. Ôi cô đất. Đất nha nè. Chúng màu diều nghe bao nhiêu thì anh không bự lắm, chết luôn rồi, chết luôn mà đã không thấy gần quá anh, gần quá anh thấy ra ra à, trở lại ngay. Quá đã anh em à, bự tổ luôn, tổ là một câu luôn mà. Luôn có khu vàng nha anh em, một con đầu á, còn con nào không? Bảy đâu, cái chọn được gì? Cậu này luôn. Hai em, hai em hay quá anh Khương ơi, double kill, một cặp. Còn ơi có dầm cái dầm dầm mấy con không? Chỗ này vừa đặt clip rồi, em đặt khẩm, em bắn đường cặp đây nè, nhớ không? Cũng cặp á.
quá phê giờ sao lậm nè. Cương lậm cu nha em. Có ẩu à, thấy không, chết rồi đúng không? Bẹp nha anh em, ông qua ông làm hai cô để não bị bẹp nãy luôn, quá đã chết ngắt luôn. Con còn hả, còn nào nữa không? Ngắt luôn nha, đẹp lắm. Này qua lúng quá anh. Lúng á. Nó kêu sẹt sẹt đâu mấy dưới à. Rồi xong. Điên bò đi. Ừ, leo vô bạp dừa á. Ê, nó ruồn ruồn chạy gì vậy? Xong, ngay đầu á. Không bự nha, con này không bự nha. Được, được rồi chứ không bự. Mà nó không bự. Mấy viên đúng mấy viên rồi kìa, gãy giò nữa kìa. Dạ, nói không bự gì thì nó. Rồi đi lượm thêm hai con. Hai em cu nữa nha. Nè. Quá phê. Ước á. Nè anh em mình đi săn được nhiêu đây nha cả nhà. Ký từ, đúng ký từ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.